Chung xin chào tất cả anh em. Đây là cái video đăng bán hàng của đầu tiên của năm 2021 này. Video này chú đăng một hai cái con chạm tóc chuột vít thủy lực này. Hai cái bộ nó tương đương với bộ rùa và xe cẩu đấy anh em. Gọi là cái gì nhỉ? Gọi là giảm tóc chuột vít đấy. Giống y hệt mấy con rùa rùa quay to của xe cẩu. Cái này nó thực ra cũng kéo cái mâm quay to của cái trên xe nâng ấy, tháo trong xe nâng ra mấy cái dàn kẹp xoay trên xe nâng ấy. Đây có hai con này, cao lên này. Bên đây một bộ nữa. Giảm tóc chuột vít thì trung bình của những con này nó khoảng 1.30 chứ anh em. 1.30. Mấy cái bước răng này nó tiêu chuẩn hết, nó tiêu chuẩn nó chung với những cái loại mâm quay to của xe cuốc xe cẩu hết. Con này thì mâm đường kính nó to này. Hai thất máy này. To nhưng mà motor nó thì nó nhỏ hơn một tí. Đấy. Hiểu cái tên gì không biết luôn. Mã số thôi. Đây là một bộ. Bộ bên đây thì nó dày hơn nhưng mà đường kính nó nhỏ hơn tí. Hai trái bánh răng thì có chênh lệch nhau một ít, hai kiểu dáng khác nhau, motor này thì to hơn. Đấy. Anh em có mà dự định chế tài chế rùa quay to, chế tài chuột vít, tài cứu hộ, tài kéo xe gì đấy, hoặc là chế cái công tác thủy lực gì đấy mà cần quay ấy. Quay và chuột vít thì nó có tác dụng so với các loại giảm tóc khác, thì chuột vít nó quay mà nó dù phải nó giữ được không, motor không quay thì trục nó sẽ dừng hẳn luôn, nó không có tự xoay được, thì nó dùng trong các cái thiết bị nâng hạ hoặc kéo thì nó rất là an toàn rồi. Cái video chung quay lên hai món như vậy, anh em có cần dùng vào việc gì đấy, có cần xài thì cứ một là đến nhà xem, thứ hai là liên hệ qua điện thoại gửi hàng qua Viettel hay là chành xe gì đấy. Chung ở Long An nhé anh em, Châu Thành Long An. Mình sẵn đây mình báo giá luôn. Hai cái bộ này thì đánh giá nó tương đương nhau, mỗi một cục giá nó là 3.200.000. Anh em cảm thấy cần dùng hoặc ngay việc cảm thấy hợp lý thì cứ liên hệ Chung nhé. Chung xin kết thúc cái video. Xin chào tất cả anh em.